Trung học phổ thông Cờ Linh 1 được thành lập vào ngày 1 tháng 10 năm 1985, tọa lạc tại 01 đường Thống Linh, khóm Mỹ Tây, thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Trong quá trình hình thành và phát triển, trường Trung học phổ thông Cờ Linh 1 đã có gần 40 năm lịch sử xây dựng, là ngôi nhà thứ hai của nhiều lứa tuổi học sinh tại Đồng Tháp. Dưới sự lãnh đạo của hiệu trưởng nhà trường Hề Châu Quốc Tuấn, là một người thầy mà đối với học sinh nào học tại trường Trung học phổ thông Cao Lãnh 1 cũng trân trọng và kính quý. Với gần 1.500 học sinh, đội ngũ nhân viên tại trường Trung học phổ thông Cao Lãnh 1 luôn đặt chất lượng giáo dục lên hàng đầu. Đội ngũ giáo viên không ngừng học hỏi nâng cao chất lượng chuyên môn, đổi mới phương pháp giảng dạy, giúp học sinh dễ dàng tiếp thu kiến thức. Để nâng cao hiệu quả giảng dạy, nhà trường tích cực kết hợp các lý thuyết thực hành, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, việc thực hiện kế hoạch, nề nếp trong giờ học. Học tập chính là con đường bồi dưỡng kiến thức, nâng cao giá trị nhân cách và nuôi dưỡng tâm hồn của con người. Từ đó ta nhận thấy được tầm quan trọng của giáo dục. Trong đó, công lao to lớn không thể không kể đến là công lao của người cô, người thầy. Trường Trung học phổ thông Cao Lãnh 1, nơi chắp cánh những ước mơ của tuổi trẻ. Chúng em rất vui và tự hào về điều này. Các thầy cô của trường luôn hăng say và nhiệt huyết tận tình với nghề lái đò của mình. Tất cả chúng em đều cảm nhận được những tình cảm sâu sắc, sự tận tụy dạy dỗ của các thầy cô. Rồi cuộc đời đã đưa tôi đi rất xa, người ước mơ giờ đã chắp cánh, người sắp ước mơ, và tôi gieo mầm xanh ấy cho cuộc đời nhẹ vun tay và tiêu. Chắc hẳn ai cũng sẽ có một ấn tượng riêng về một giáo viên nào đó, phải không nhỉ? Riêng tập thể lớp 12C1 chúng em, giáo viên đã để lại ấn tượng sâu đậm nhất trong lòng chúng em, đó chính là cô Trần Thị Thúy Hằng. Hành trang ở đây thế giới sẽ thật đẹp nếu như một ngày ta mỉm cười buông tay ở dưới ta. Cô là giáo viên bộ môn tiếng Anh và cô cũng là giáo viên chủ nhiệm của lớp 10C1, 11C1 và 12C1 niên khóa năm 2022, năm 2025. Ôi, giờ đây chỉ còn mong ước đôi tay nhỏ bé. Và cô cũng là người mẹ đỡ đầu cho chúng em từ lúc còn bỡ ngỡ khi đặt chân đến học trường Trung học phổ thông Cao Lãnh 1. Cuộc đời đã đưa tôi đi rất xa, người ước mơ giờ đã chắp cánh, người sắp ước mơ, và tôi gieo mầm xanh ấy cho cuộc đời nhẹ vun tay và tiêu tưới lên cao. Cô là một giáo viên yêu nghề, luôn có tinh thần trách nhiệm cao với sứ mệnh dạy học. Cô không ngừng tìm tòi cách dạy mới để chúng em không ngừng học hỏi và sáng tạo. Cô luôn yêu thương chúng em hết lòng để chúng em giữ vững nụ cười trên môi mỗi khi đến lớp. Cô Hằng luôn có tính cách ôn hòa, luôn làm cho chúng em cười thật nhiều để giúp cho chúng em thu hẹp khoảng cách, xích lại gần nhau hơn để đắm chìm trong những cơn mưa rào của tuổi trẻ, để mỗi khi nhìn lại chúng em sẽ không phải hối tiếc về những gì đã bỏ lỡ trong thời gian đáng quý của thanh xuân, và đặc biệt hơn khi học tập cùng cô. Người ta thường quan niệm với nhau rằng thanh xuân trôi qua mau lắm. Tuyệt nhiên, đối với những người lái đò thì không mặc cho sự trôi chảy của thời gian để cuốn đi biết bao nhiêu nét hồng hào của da thịt. Đầy đam mê của nghề nhà giáo vẫn luôn giữ nguyên thuở ban đầu. Cô ơi, cho chúng em gửi đến cô một lời cảm ơn, một lời xin lỗi. Cảm ơn cô vì đã không ngại gian khổ, mệt mỏi, luôn hy sinh hết mình để nâng bước cho chúng em đến bến bờ ước mơ của mình. Xin lỗi cô vì bao lầm lỗi, giận dỗi trẻ con, mãi trách nhầm hay sự quên đi quan tâm lo lắng của cô dành cho chúng em. Tuy chúng em còn nhiều lầm lỗi, nhưng chúng em xin hứa sẽ cố gắng bay cao thật cao để thực hiện rõ ước mơ của mình, hướng tới trở thành một công dân tốt, hướng tới những gì cô đã dạy dỗ chúng em. Cuộc đời đã đưa tôi đi rất xa, người ước mơ giờ đã chắp cánh, người sắp ước mơ, và tôi gieo mầm.
She will always be inside our hearts and no never forget.